Vì sao đã đến lúc có thể đếm ngược được thời gian Trần Tuấn Anh sẽ bị sổ khám? Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là có chủ trương sẽ dỡ bỏ di sản cũ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là về vấn đề nhân sự, để khẳng định đốt lò không có trường hợp ngoại lệ. Gần đây, các vụ liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã được cơ quan chức năng đốc thúc xử lý rốt ráo. Theo giới thạo tin, trong số các nhân sự cấp cao bị gọi tên có cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Mới đây nhất, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 12 bị can trong sai phạm trong việc ưu đãi giá điện xảy ra tại Bộ Công Thương. Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vượng đã có ý đồ điều chỉnh đối tượng ưu đãi khác với chủ trương của chính phủ đối với các dự án điện mặt trời để mà vụ lợi. Cụ thể, ông Vượng đã tạo cơ chế riêng cho dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi là 9,35 sen trên 1 kW thay vì giá có 7,09. Được biết, nhà máy điện Trung Nam là một dự án công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam. Theo giới thạo tin, tập đoàn Trung Nam là sân sau của gia đình của ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu. Kết luận điều tra các hành vi sai phạm của cựu Thứ trưởng Vượng đã gây thiệt hại khoảng hơn 900 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Mặc dù trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm theo quy định. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã mua điện và thanh toán 3.122 tỷ đồng cho nhà máy điện Trung Nam Thuận An để mua hơn 1,3 triệu kWh điện với giá cao hơn quy định. Tổng số tiền thiệt hại tính được đến tháng 1 năm 2023 ước chừng 774 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, cơ quan điện an ninh của Bộ Công an đã xác định số thiệt hại là hơn 900 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, ông Vượng khai đã nhận của công ty Trung Nam 1,5 tỷ đồng. Gia đình ông Vượng đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến khẳng định việc ông Vượng ưu ái với nhà máy điện Trung Nam thuộc Trung Nam Group, một sân sau của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc nói riêng, hay các công ty tư nhân nói chung, chắc chắn phải có sự lãi quả hay sự biếu xén quả cáp dưới gầm bàn. Với số liền tiền thiệt hại lên tới gần 1.000 tỷ đồng, chắc chắn số tiền lãi quả cho Bộ Công Thương không hề nhỏ, có thể đến hàng trăm tỷ đồng. Và chắc chắn không thể không liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Trước đó, vào đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã khởi tố bắt giam đối với hàng loạt các lãnh đạo ở Bộ Công Thương và EVN, trong đó có hai thứ trưởng là Hoàng Quốc Vượng và Đỗ Thắng Hải, phụ tá thân cận của cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Công luận khẳng định những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, đồng thời đề nghị cần phải khởi tố hình sự và bắt giam thì mới thỏa đáng. Theo giới quan sát, những ý kiến nêu trên xuất hiện chỉ sau một ngày kể từ khi Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ các chức vụ để nghỉ hưu sớm trước tuổi 60. Đây là chỉ dấu được cho là ông Trần Tuấn Anh khó thoát tội và không thể dễ dàng được hạ cánh an toàn. Cũng xin nhắc lại, theo giới phân tích, việc Bộ Công an với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân cơ hội này triệt hạ những vây cánh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như ông Trần Tuấn Anh để lấy điểm với công luận là điều chắc chắn. Cơ hội đã quá chín muồi. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là lãnh đạo cứng rắn, thiên về tư bản và thích hưởng thụ? Sau một thời gian hết sức ngắn ngủi, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nắm giữ hai chức vụ hàng đầu là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Theo giới phân tích quốc tế, Tô Lâm là người thực dụng chỉ chú trọng kinh tế thay vì lý luận chính trị của Đảng. Đáng chú ý, ông là người thực thi các chính sách do Nguyễn Phú Trọng đề ra, nhưng ông cũng lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ các đối thủ cản bước ông trên con đường thao túng quyền lực. Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế dè dặt và đặt nghi vấn rằng phải chăng ông Tô Lâm là một tân lãnh đạo cứng rắn của Việt Nam, thiên về tư bản và là người thích hưởng thụ. Đây cũng chính là tiêu đề của bài nhận định trên tờ báo The Economist tuần qua, ghi rằng nhà lãnh đạo mới cứng rắn của Việt Nam thiên về tư bản và thích hưởng thụ. Bài báo đã gây ra sự ngạc nhiên và dẫn tới các bình luận trái chiều. Việc ông Tô Lâm là người thích hưởng thụ, tác giả đưa ra dẫn chứng là sự kiện bò rát vàng và cho rằng ông Lâm bị tai tiếng vì vụ hưởng thưởng thức món bò rát vàng của lầu đầu bếp nổi tiếng Cooker ở London sau khi đến thăm mộ của lãnh tụ Cộng sản Karl Marx. Trên mạng xã hội của người Việt Nam trước đây đã có chia sẻ cho rằng một bữa thịt bò rát vàng của ông Tô Lâm trị giá 37.000 bảng Anh, tương đương với 50.000 đô
hay 1 kg vàng vào thời điểm năm 2021 trong mùa đại dịch COVID-19, khi mà người dân cả nước đang oằn mình, rất nhiều người đã phải chết. Điều đáng chú ý, trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, ông Tô Lâm đã ghé qua thành phố Quảng Châu trước khi đi Bắc Kinh để tưởng niệm ông Hồ Chí Minh, bởi lý do tôn vinh các nhà lãnh đạo lão thành là điều kiện tiên quyết để thăng tiến trong chính trường ở Việt Nam. Tờ báo The Economist nói rằng ông Tô Lâm chọn thăm Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, cũng cho thấy tinh thần trọng thương mại, nghĩa là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ngầm ưu tiên cho tư bản chủ nghĩa chứ không phải là xã hội chủ nghĩa, điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi và cổ suý. Quan hệ giữa ông Tô Lâm với lĩnh vực kinh tế tư nhân khiến người ta nghĩ rằng ông chú ý và quan tâm đến giới kinh doanh. Ngoài ra, ông Tô Dũng là em trai của Tổng Bí thư Tô Lâm, là một doanh nhân lớn sở hữu doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhất là bất động sản, năng lượng và đất hiếm. Ông Tô Dũng khởi nghiệp bắt đầu từ việc làm đại lý của thương hiệu xe máy Vespa tại Việt Nam. Dù Chủ tịch nước chỉ là một chức vụ tượng trưng, nhưng đó là một bước đệm để ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư sau khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời. Trong chính phủ Việt Nam hiện nay, số lượng các quan chức cấp cao xuất thân từ công an khá nhiều, bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong khi phe quân đội chỉ chiếm có 4 trên 15 ghế trong Bộ Chính trị, thua phe công an 1 ghế. Theo giới phân tích, đó là lý do có những đánh giá cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm nhạy cảm với các đối thủ từ phe quân đội hơn là những mối đe dọa khác bên ngoài. Theo giới phân tích quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm công du Trung Quốc trước và nay thì sắp đi Mỹ cho thấy ông không chỉ tiếp tục chính sách ngoại giao cây tre mà còn phải xử lý các vấn đề liên quan đến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh quốc tế diễn biến rất phức tạp. Tháng 10 tới đây, Quốc hội khóa 15 sẽ bầu tân Chủ tịch nước và ông Tô Lâm sẽ phải thôi chức danh Chủ tịch nước. Điều này nghĩa là nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam được tái duy trì. Đây là sự khác biệt so với mô hình nhất thể hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó cho thấy xu hướng suy yếu quyền lực của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra. Tổng Bí thư Tô Lâm quyết không lùi bước, phe quân đội đã sử dụng hết bài hay chưa? Vào ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đến thủ đô Washington DC trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên với nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vào ngày 9 tháng 9, Bộ trưởng Phan Văn Giang có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Trong những ngày gần đây, xuất hiện tin đồn đoán về các phản ứng cũng như các cảnh báo từ phe quân đội liên quan đến chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Truyền thông quốc tế đưa tin, sau chuyến thăm Trung Quốc trên danh nghĩa là Tổng Bí thư, ông Tô Lâm có thể sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ trong tháng 9 này. Theo giới quan sát quốc tế, khả năng cao Tổng Bí thư Tô Lâm có thể đến New York để tham dự cuộc họp thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc bắt đầu vào ngày 22 tháng 9. Đồng thời, Tô Lâm có thể cũng thăm chính thức Mỹ nhân dịp này. Theo một số đồn đoán, dường như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam vẫn kiên định không khoan nhượng bất chấp sự phản đối mạnh mẽ có tính hệ thống trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là từ ban Đảng của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cũng như Ban Tuyên giáo Trung ương của tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Cũng theo đồn đoán, hàng loạt các vấn đề ăn miếng trả miếng liên quan đến mối quan hệ Việt Nam và Mỹ. Tổng Bí thư Tô Lâm theo chủ trương đối ngoại thân Mỹ và xa rời Bắc Kinh ngay lập tức gặp phải sự đáp trả quyết liệt của thế lực bảo thủ thân Trung Quốc trong Đảng. Không chỉ riêng sự kiện chụp mũ cho Đại học Fulbright là làm cách mạng màu với mục đích phá hoại biểu tượng mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, phe thân Trung Quốc còn cho lật hồ sơ vụ tướng Tuân Sô giữ chức trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách văn phòng Tổng Bí thư nhằm gây áp lực với ông Tô Lâm. Có ý kiến cho rằng một phản ứng của phe quân đội không thể không nhắc đến đó là ông Tô Lâm là Tổng Bí thư thì nghiêm nhiên sẽ là Bí thư Quân ủy Trung ương. Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng phải tới ngày 26 tháng 8, tức sau hơn 3 tuần lễ, mới chịu cập nhật hình ảnh ông Tô Lâm trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương. Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy Tổng Bí thư hầu như không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ tập thể tướng lĩnh lãnh đạo quân đội. Các cáo buộc từ phe chống Tô Lâm cho rằng ông đang cố tình đi chệch hướng chính sách ngoại giao cây tre. Giới phân tích quốc tế thì khẳng định Tổng Bí thư Tô Lâm khó có thể đưa con tàu đối ngoại Việt Nam đi chật khỏi đường ray, bởi lý do việc kế thừa di sản của ông Trọng là điều cần thiết tạo thế vững chắc cho ông về quyền lực chính trị trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Một số ý kiến thì cho rằng theo đòi hỏi của phe quân đội, quan hệ quốc tế với Bắc Kinh và Hoa Kỳ phải cân bằng, không được nghiêng về bất kỳ bên nào.
Như vậy sẽ đảm bảo cho sự an toàn và an ninh quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Điều đó cũng đảm bảo tránh được tình trạng chống đánh xuôi, ken thổi ngược, trong khi tháng 10 tới đây, một lãnh đạo quân đội sẽ nắm cương vị chủ tịch nước. Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm ỷ thế đang kiểm soát chặt chẽ quyền lực từ Đảng đến Chính phủ và Quốc hội với một bộ máy nhân sự công an chiếm tỷ lệ áp đảo so với phe quân đội? Hơn nữa, ông Tô Lâm đã thiết lập một bộ máy an ninh, cảnh sát và lực lượng bán vũ trang khổng lồ để quản lý nhà nước và xã hội. Với ưu thế quyền lực như vừa kể trên, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bất chấp tất cả, kể cả đòi hỏi cũng như thách thức với cán bộ các bộ phận còn lại trong Đảng đang chiếm số đông áp đảo. Và chúng ta hãy cùng chờ xem cuộc đấu sẽ tiếp diễn ra sao và câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm quyết không lùi bước, phe quân đội sử dụng hết bài hay chưa? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.